Nhìn đây nè, mình làm một hồ bằng đá. Hôm qua mình mới làm chiếc xi măng lên cho nó cứng này, xong mà mới ngủ đất đây. Xi măng rất là cứng. Ô, tôi cũng chưa đổ nước. Nhìn thấy gì không? Chắc là mệt lắm. Tôi làm một cái hồ nhỏ nhé. Nè, một cái hồ nhỏ nữa. Rất là cứng.